Xin chào quý nhà đầu tư, tuần qua của bạn thế nào? Trong video tuần này chúng ta sẽ quay lại với chủ đề những thương vụ hot và hôm nay chúng tôi muốn nói đến mã cổ phiếu của hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đó là IBM and Oracle. Câu hỏi của hôm nay là nên mua cổ phiếu IBM hay cổ phiếu Oracle? Không mất thời gian của các bạn nữa, cùng bắt đầu giải đáp câu hỏi trên nhé! Cổ phiếu hiện nay thì cả hai cổ phiếu IBM và Oracle đều rẻ, nhưng sau video phân tích này nhà đầu tư sẽ thấy được một cổ phiếu có giá trị tốt hơn cổ phiếu còn lại. Hiện nay, cả hai cổ phiếu IBM và Oracle đều được xem là những cổ phiếu công nghệ trưởng thành mang lại thu nhập cổ tức và sự ổn định nhiều hơn là tăng trưởng. Nhưng trong 5 năm qua, cổ phiếu của Oracle đã tăng hơn 80% khi cổ phiếu của IBM giảm 5%. Nếu tái đầu tư toàn bộ cổ tức cổ phiếu Oracle mang về lợi tức 100%, dễ dàng đè bẹp mức lợi tức 20% của cổ phiếu IBM. Hãy cùng xem xét lý do tại sao cổ phiếu Oracle có hiệu suất vượt trội hơn so với IBM nhiều đến như vậy và liệu xu hướng này có còn tiếp tục trong tương lai nữa hay không? Đầu tiên hãy nói đến chiến lược tương tự, kết quả khác nhau giữa hai tập đoàn này. IBM và Oracle đều phải đối mặt với những thách thức giống nhau trong thập kỷ vừa qua. Nhu cầu đối với các sản phẩm doanh nghiệp cài đặt cục bộ on-premise của cả hai công ty đều đã giảm nhiệt khi các thị trường cốt lõi bị bão hòa và hai công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh đến từ các dịch vụ dựa trên điện toán đám mây trong thời gian gần đây. Cả hai công ty đều đã mở rộng mảng kinh doanh đám mây với tốc độ tăng trưởng cao hơn để bù đắp cho sụt giảm trong các mảng kinh doanh cũ. Nhưng hoạt động kinh doanh của IBM cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, hệ thống máy tính lớn và các sản phẩm khác cùng với phần mềm doanh nghiệp cồng kềnh hơn so với Oracle, vốn chủ yếu tập trung vào cơ sở dữ liệu và thị trường phần mềm doanh nghiệp. IBM hay Oracle? IBM và Oracle đều mở rộng nền tảng đám mây của mình với các khoản đầu tư hữu cơ và các thương vụ mua bán sáp nhập lớn. Tuy nhiên, các động thái của Oracle, đặc biệt là việc tiếp quản NetSuite vào năm 2016, đã giúp công ty xoay chuyển tình hình kinh doanh nhanh hơn nhiều so với IBM. Kết quả là doanh thu của Oracle đã tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với IBM trong 5 năm qua. Các thương vụ mua lại của IBM, đặc biệt là thương vụ mua SoftLayer vào năm 2013, đã giúp công ty mở rộng hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng đám mây. Nhưng tăng trưởng này vẫn không thể bù đắp được tốc độ tăng trưởng chậm chạp của các đơn vị dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm kinh doanh và phần cứng. IBM đã mua Red Hat vào năm 2019 để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang đám mây. Công ty cũng có kế hoạch loại bỏ phân khúc dịch vụ cơ sở hạ tầng, vốn đang tăng trưởng rất chậm, với một kế hoạch chia tách vào cuối năm nay. Liệu cổ phiếu Oracle sẽ tiếp tục dẫn trước IBM? Về doanh thu và thu nhập trên một cổ phiếu sau điều chỉnh của IBM đã giảm lần lượt 5% và 32% trong năm tài chính 2020. Tuy nhiên, trong quý 1 2021, doanh thu của IBM đã tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý đầu tiên công ty ghi nhận tăng trưởng trong hơn một năm. Tổng doanh thu từ nền tảng đám mây của IBM đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,5 tỷ đô la Mỹ, đóng góp 37% trong tổng doanh thu của công ty trong quý 1 2021. Doanh thu từ Red Hat cũng tăng 17%. Tuy nhiên, thu nhập trên một cổ phiếu sau điều chỉnh vẫn giảm 4%. Phố Wall kỳ vọng doanh thu và thu nhập của IBM sẽ tăng lần lượt 1% và 25% trong năm nay nếu công ty có thể tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng đám mây. IBM có kế hoạch chia tách đơn vị dịch vụ cơ sở hạ tầng thành một công ty mới có tên Kindred vào cuối năm nay và IBM mới, sau đó sẽ mở rộng mảng kinh doanh đám mây và AI tích hợp với tốc độ tăng trưởng cao hơn. Doanh thu cao của cổ phiếu Oracle có đáng kỳ vọng. Doanh thu của Oracle giảm 1% trong năm tài chính 2020, kết thúc vào tháng 5 năm ngoái, nhưng thu nhập trên một cổ phiếu sau điều chỉnh tăng 9%. Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2021, doanh thu của công ty đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 29.3 tỷ USD và thu nhập trên một cổ phiếu sau điều chỉnh tăng 18%. Doanh thu của Oracle đã tăng trong cả 3 quý do nhu cầu cao hơn đối với các dịch vụ đám mây của công ty, đặc biệt là dịch vụ SAP Fusion và NetSuite, lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp. Các dịch vụ này đã bù đắp cho thiệt hại đại dịch gây ra cho các hoạt động kinh doanh phần mềm cài đặt cục bộ.
Các chuyên gia kỳ vọng doanh thu và thu nhập của Oracle sẽ tăng lần lượt 3% và 16% trong năm nay. Thu nhập trên một cổ phiếu của Oracle tăng nhanh hơn IBM vì Oracle mua lại nhiều cổ phiếu hơn mỗi năm. IBM đã mua lại ít cổ phiếu hơn để tiết kiệm tiền mặt cho các thương vụ mua bán sáp nhập phục vụ cho dịch vụ đám mây. Nhưng Oracle vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ mua lại cổ phiếu của mình đồng thời với việc mở rộng hoạt động kinh doanh đám mây. Trong 5 năm qua, số lượng cổ phiếu của IBM không thay đổi nhiều trong khi số lượng cổ phiếu của Oracle đã giảm hơn 16%. Cả hai cổ phiếu đều rẻ, nhưng một cổ phiếu có giá trị tốt hơn. Cổ phiếu IBM hiện đang giao dịch với giá gấp 12 lần thu nhập dự phóng và trả cổ tức với tỷ suất 4.5% trong 12 tháng tới. Sau khi chia tách, công ty có kế hoạch trả cổ tức cho hai cổ phiếu mới với tổng tỷ suất tương đương với tỷ suất hiện tại. Nếu vậy, cổ phiếu IBM mới có thể sẽ có cổ tức thấp hơn hiện nay. Oracle giao dịch với giá cao gấp 16 lần thu nhập dự phóng và trả lợi tức với tỷ suất 1.7% trong 12 tháng tới. Cổ tức Oracle thấp hơn, nhưng đó là bởi vì công ty dành phần lớn dòng tiền tự do cho các thương vụ mua bán sáp nhập. Định giá thấp và tỷ suất cổ tức cao của IBM có thể hạn chế rủi ro giảm giá của cổ phiếu này. Nhưng con đường phía trước của công ty vẫn không sáng sủa bằng Oracle. IBM vẫn cần phải tạo ra tăng trưởng ổn định bằng cách mở rộng mảng kinh doanh đám mây Live và AI của mình. Nhưng điều này có thể là một thách thức khi các ông lớn dịch vụ đám mây khác để mắt đến các thị trường tương tự. Tăng trưởng của Oracle ổn định hơn, và công ty sẽ tiếp tục thu hẹp hệ số định giá cũng như tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu với các chương trình mua lại cổ phiếu tích cực. Tất cả những điểm mạnh này cho thấy Oracle sẽ vượt trội hơn IBM trong vài năm tới. Qua những phân tích trên về hai mã cổ phiếu hàng đầu, nhà đầu tư đã có quyết định nào cho mình chưa? Hãy để lại comment bên dưới về những thắc mắc nếu có. Hoặc những mã cổ phiếu nào mà bạn chưa có câu trả lời, đội ngũ DKJ sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý nhà đầu tư. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ kiến thức từ DKJ. Nếu bạn đang là nhà đầu tư mới hãy nhấn link và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật kiến thức và tin tức mới nhất từ thị trường.